Để giảm thiểu tai nạn giao thông vào ban đêm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều tổ tuần tra, kiểm tra trong khung giờ từ 22 giờ tới 2 giờ sáng. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. 23 giờ đêm tại ngã tư Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội. Nhiều trường hợp vi phạm không nghĩ vào thời điểm này còn có cảnh sát giao thông ứng trực trên đường, nên sau khi ăn nhậu xong đã vô tư điều khiển phương tiện về nhà. 0,857 mg, em uống cũng khá nhiều đấy. Em làm điện nước thì là xong công trình thì anh em có ra ngoài quán bia có uống mấy cốc ạ. Nhưng em nghĩ là em vẫn chuẩn, với lại là mọi thứ là em vẫn kiểm soát được. Em cũng có uống một chút rượu rồi, uống một chút bia rồi. Vì lỗi như này thì chúng em cũng sẽ xin phép là rút kinh nghiệm thôi. Ghi nhận của tổ công tác, đội cảnh sát giao thông tại cung đường quanh sân vận động Mỹ Đình cho thấy vi phạm ở người điều khiển xe máy vào khung giờ đêm vẫn còn nhiều. Các lực lượng của đội đã tăng cường công tác rà soát, nắm bắt địa bàn tại những điểm thường tập trung quán ăn, nhà hàng để đạt hiệu quả cao nhất. Theo tôi thì là nếu mà tăng cường kiểm tra về nồng độ cồn ấy, thứ nhất là đảm bảo cho được cái người dân đi lại được an toàn. Thì uống rượu bia sẽ xảy ra cái tai nạn nó sẽ nhiều hơn. Mình tích cực tăng cường cái kiểm tra nồng độ cồn thì nó sẽ giảm được nhiều tai nạn đi. Cùng với việc xử phạt nồng độ cồn, các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường xử phạt các trường hợp cố tình chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Người dân tham gia giao thông thì rất là chủ quan, cứ nghĩ là ban đêm và buổi tối thì là lực lượng chức năng thì sẽ không làm việc. Nhưng thực tế là chúng tôi vẫn bố trí đầy đủ các thời gian ban đêm để xử lý các vi phạm như nồng độ cồn, thanh thiếu niên phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm và lạng lách, đánh võng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, mục tiêu triển khai các tổ công tác hoạt động vào khung giờ từ đêm hôm trước tới sáng ngày hôm sau nhằm hướng đến kiềm chế tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, thanh lịch.